ta trở lại Giang Nam. Đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn xuân, ngôi hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi khi em cũng buồn xa, bão xuyên ơi, đêm nay giữa cánh trường cô liêu, ta gối đầu trên đá thiền giấc mơ, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biên. Đêm ngày và ngàn đêm nữa đi à, em vẫn yêu một mình anh. Tình chia lìa dù hai phương cách xa, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa, thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ xuyên ơi, định mạng sao phủ phàng ngang trái, xui chúng mình phải đôi ngã chi xa. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tóc biệt một lần thôi. Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngắn đôi. Thế cưng ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo khải thai tiếng lòng giống mà. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo giống gì mà giống dữ vậy trời. Khải thai tiếng lòng lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử, thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ, mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dâng thấp thoáng trong mây, thì thế tử ơi, kiếp đã mừng muôn khóc. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bà tâm. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà, sẽ nhìn thế tử cạn chén này rồi chén nữa, như cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi tương hồi sau thời gian qua rồi. Lòng tiện kiếp là như vậy đó, thế tự rõ hơn ai sao còn nỡ nặng lời.
của những năm trước hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ, bây giờ thì làm sao ta hiểu được? 6 tháng trước hay bây giờ và mãi mãi về sau cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thích yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, mà ơn của chúa công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng, sẽ mặc tình mạnh kéo trướng rủ, mặc tình phương hạ thu đau lòng. Đã dựng như cây tùng cây ba thì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chốn lạnh cùng. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương. Sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu, dạ, bớt run. À, rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì hết trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Cái chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi, mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ không có ai mà thay thế được hết. Và em có biết rằng là cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết, thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng luôn. Tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hả cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, ha. Dạ, con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến, để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tinh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ, thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó. Những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó. Nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi. Mặc dù rằng em có cái âm giống ha, anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em. Thật sự em là một hiện tượng mới. Hiện thời bây giờ, hồi nãy đã nói em ca giống chị Thanh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Dạ. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ.
Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, đó chị. Rồi fan ruột cải lương thì cả giờ được. Phải hát một câu giọng cả cổ được cho luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi em. Cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha. Tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè. Đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè. Rồi chú Thành Được nè. Rồi má Úc Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Dòng họ Minh, của Minh Cảnh, Minh Cảnh có anh ơi. Em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái Tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rụng đầy sân gian, thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa, trăng đã lặn trốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không đậm đà tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Dạ nói chung em là một fan ruột của cải lương, thật sự là như vậy. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình nha. Mời các bạn vào trong. Trời đất ơi, mày ăn gì mà mày ăn liền vậy? Mới thấy mày ăn rồi bây giờ mày ăn nữa? Trời ăn mới có sức làm chứ không bảo. Thật ơi. Nhưng mà cái này là cơm nguội, con vô con vét rồi con ăn thôi. Chứ con đâu có ăn cái phần mới đâu. Mà con bầu nói hoài. Mày có biết là tao đang lo, tao nhức đầu lắm không? Có gì đâu lo, cái gì nhức đầu? Không lo là sao được. Đoàn hát có anh Cáp Chánh nè. Bỏ rồi trốn đi rồi tối nay ai hát đây? Trời. Thì bây giờ anh Kép Chánh anh tránh rồi. Thì có anh Kép mới chứ. Ai? Kép mới nào thế? Con nè. Thôi mày mà làm Kép Chánh chắc tao dẹp luôn cái đoàn hát quá. Làm gì dẹp? Ca có bài ngủ điểm bài tạ, ca không được là đòi đàn Kép Chánh. Bây giờ cũng giỡn thôi. Giỡn không chứ vui. Thật ra ổng đi là con biết mà. Cho nên hồi nãy con đi ngang đám cưới, con thấy có cái anh kia đẻ ra một cái nhìn cái mặt là biết làm kép gì. Trời ơi, con mắt, hai con mắt ha, nó sâu húp giống như là cắt vậy. À. Cái mũi cao như sữa. À. Cầm răng cười một cái đều như bắp vậy. Đó, Kép Chánh là tướng tá mặt mũi phải vậy đó. Chưa hết đâu, quan trọng là ca xuất sắc luôn. Ca được không? Ca hay dữ lắm. Hay hả? Hay. Mà cái người đó là người nào mày sao mày không mời con vậy? Con có hẹn tới đây luôn rồi. Mời ca vô coi. Để coi tới. Trời đất ơi. Ông bảo, bảo. Bảo nhìn kìa. Gì nhìn ra ngoài bãi đi. Thấy cái ông đang cà lem không? Trời đất ơi. Anh ơi, qua cái cà lem vô đây nó nghe nè. Chào cậu, chào cậu. Dạ, chào ông Bầu. À, cậu đây là... Cậu Bình. Tên Bình. Dạ, ta thường gọi em là Bình Lãng Tử. Bình Lãng Tử? Dạ. Trời, nghe hay lắm á. À, nè, mà cậu đi hát mà cậu học trong cái lò nào vậy? Dạ, em học cái lò đám hỏi, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi nè. Sinh nhật đủ thứ hết trơn bầu. Là hát mấy cái đám tiệc đồ thôi vậy đó hả? Dạ. Chứ chưa biết hát sân khấu. Dạ, hát mấy cái lò đó. Là được rồi. Làm gì lò này lò kia vậy? Chuyện gì vậy? Em có hay gì chưa? Hay gì? Kép Chánh trốn đi rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Trời đất ơi. Rồi có người Kép Chánh mà giờ trốn đi rồi. Rồi tối nay tôi hát với ai? Thì bởi vậy đây nè. Đang mời người ta đây nè. Đang nói chuyện với người ta đây nè. Thấy không? Gì? Người ta coi cũng được đó. Quên giới thiệu. Đây là đạo chính của gánh hát tôi. Dạ. Tên là dạ. Mỹ Hường. Dạ. Còn dạ. Đây là cậu Bình. Bình dạ. Lãng Tử á. Em chào chị Mỹ Hường. Thôi tôi về. Đi về anh, đừng đi về. Không có gì sao, đâu. Sao tôi chào chỉ mà cái mặt chỉ hầm hầm. Tôi đang vui đó chứ. Chị không vui. Sao. Không sao anh. Bình thường là chỉ vui là cái mặt chỉ hầm, còn chỉ hầm là cái mặt chỉ vui. Dạ, mày nói chuyện là xẹt. Vô đâu. Thôi bây giờ vậy nghe. Dạ, bây giờ dạ. Cậu coi có cái dạ, câu dạ. Giọng cổ nào đó mà cậu ưng ý nhất
Cậu hát thử một câu cho anh em nghe cái coi. Dạ dạ ca hả? Ờ chứ ca phải thử ca chứ. Dạ, ca một câu không bảo? Ca một câu tôi nghe dạ, cái hơi của dạ, cậu. Dạ ca một câu giọng cổ. Ừ. Mà ở đây có đờn không? Có chứ. Đờn đầy đủ. Dạ. À, dì Kim ơi. Dạo lên cái cho cậu này ca câu giọng cổ nghe cha coi. Ở đây có nhạc nữa hả ông bầu? Có, không anh em chuẩn bị để mà tập tuồng á mà. Dạ. Rồi quất dạ. Câu cho ngon lành nghe. À, như cái dây này sống sống anh ơi, chưa chín anh ơi. Về sống. Dạ cơm sống. Đập mày điều gì, về sống dạ, đâu. Sống chín đâu đây. Dạ cái hơi của em nó cao lắm chị. Cao à, cao phải không? Dạ. Vậy là cái dây xề phải không? Dạ dạ hơi em cao anh lắm. Anh ra ra anh Kim ơi. Anh đờ cái xề đẩy luôn đi. Ờ à, xề đẩy. Dạ. Rồi quất cậu, quất liền coi cho ông chớn coi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Vô. Chiếc non bài thơ sinh ra từ bao giờ mà thủy mì đoạn trang như tình tình cô gái Huế. Che nắng mà che mưa những nam thanh nữ tù lao động ngày đêm trên đồng ruộng công. Dạ thôi tôi về ông bầu. Anh hai. Dạ. Dạ dạ em thứ ba. Trời anh hai nào? Anh hai Minh Dương. Hai. 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 Trời ơi hay quá. Hai. Vô lại, vô lại cậu, vô lại. Dạ. Ơi, dạ. Vô lại, vô tiếp đi. Ca lại hả ông bầu? Ca lại lại đi đang dạ, hay dạ. Lắm. Hay quá. Đồng ruộng công lẹt nhìn ai rồi nghiêng che đưa mặt mỗi khi lòng mình trọn nhớ thầm thương. Hà ơi khi lòng bận hoang thì nọ ốp kịch bấn, khi lòng lẫn lăng thì nọ nghiêng nửa mờ, khi đọc tình thơ thì non soi đèn trời, khi lòng đã tin rồi thì nó cười hớn hở. Trời ơi, được, 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 được. Em được. Thấy sao, thấy được. Sao? Nhưng mà chưa, để em hỏi. Dạ, dạ. Được không chị? Cái giọng thì chị thấy được đó. Dạ. Nhưng mà biết diễn không? Dạ, em biết ca chứ em không biết diễn chị. Bầu, một cô đào sáng giá Mỹ Hường như vậy mà diễn với một anh kép là không có biết diễn là sao? Vậy thì tôi diễn với ai? Thì từ từ, mới người ta chưa biết diễn, từ từ mình chỉ người ta biết diễn chứ có gì đâu em. Không có được, tôi nói là không có được, không có biết diễn thì làm sao mà diễn với tôi được. Trời ơi, tôi là một cô đào, trời đào chánh của cái đời này. Thôi để tôi về ông bầu ơi. Không sao đâu, không sao đâu. Rồi bây giờ tôi hỏi cậu nghe. Dạ. Hồi đó tới bây giờ cậu có thường coi cải lương ở trên TV không? Dạ có, em thuộc cái chích đoạn mà cái đoạn cuối mà của Đêm Lạnh Chùa Quan á. Đêm Lạnh cái đoạn mà Bảo Xuyên chết á, rồi Tần Lĩnh Sơn hát hai người đó chỗ chích đoạn đó đó phải không? Dạ dạ em thuộc không? Dạ em thuộc cái chỗ đó. Thì hát đi. Dạ nhưng mà có cảnh trí rồi kéo có màn sân khấu được không bảo? À là bây giờ là chưa chuyên nghiệp cho nên phải đứng ở trên sân khấu mới hát được đúng không? Dạ. Được rồi. Yên tâm đây dẫn đi. Dạ. Đi lên sân khấu đi, ra sân khấu. Đi lên sân khấu. Đi lên sân khấu hả? Chị ơi tạo điều kiện cho ta đi chị. Bà con ơi, kép mới gánh tôi nè. Kép mới nè. Hát cái đầu cũng xì à. Bà con ơi, kép mới nè bà con ơi. Trời ơi sân khấu. Đã không? Sân khấu à, thấy chưa? Thấy sân khấu không? Sân khấu quá trời đẹp luôn rồi. À mà ai đóng Bảo Xuyên không bầu? Đây nè. Ông Bồng đi kia ghê. Gì vậy? Kia tao đóng Bảo Xuyên. Trời ơi trời, coi bả kìa trời. Tao nói Bảo Xuyên là đây chứ tao có nói mày đâu, tự nhiên mày đứng trên. Em gì? Giúp giùm đi. Em hát cho cậu Bình cậu hát đi. Giỡn hả? Đi mà giúp trời, đi, tạo điều kiện đi. Thôi thì gì đòn đó. Hay quá. Anh Kim ơi, cho miếng dây anh Kim ơi. Quốc cho con lành cái vụ này coi nghe. Sơn ca, Sơn ca ơi, em làm
khoan đi chị. Đang hay mà. Chị ơi, chị nói chị nằm đây mà chị đứng vậy sao em hát được? Trời ông Bảo. Nằm là sao? Di đòn nằm đi. Thế thì di đòn đó. Chị nằm em ôm em mới ca được. Trời ông Bảo. Hả? Di đòn. Di đòn cho ôm đi. Tôi có gì đòn đó. Ừ. Rồi. Dạ. Tôi nằm nè. Ôm đi dạ. Cậu. Dạ. Mà em thấy thiếu cái gì chị ơi? Thiếu gì nữa? Cái gì mà em thấy hình như cái gì mà như cái đèn pin nó gọi vô mặt em hát được chị? Trời đất ơi. Trời ơi follow ơi. Cho miếng ánh sáng đi follow. Đó. Có vừa lòng. Dạ, dạ ờ được rồi đó. Rồi dạ. Đó. Dạ, dạ em rồi. Thấy dạ, thấy rõ thấy rồi đó, đó thấy rõ rồi đó. Dạ. Rồi dạ. Hát nè. Dạ. Vô nghe. Dạ, dạ hát đi chị. Sơn ca. Sơn ca ơi, em nằm đây. Gì? Ủa ai vậy? Dạ, ông đang tiễn ai vậy? Tiễn anh Bình. Thì ra, cho cậu thử ra mình coi mà. Ủa cậu thử mà sao nãy giờ tôi hát không là sao? Dạ. Thì ra vì cái chỗ này em phải hát dứt cái này dạ. Thì cậu mới vô vòng dạ, cổ dạ chị được. Ơi cái đoạn này chị ca em mới vô vòng cổ được chị ơi. Thôi được rồi. Thôi bây giờ tôi hát tắt nha. Chú ý là rồi. Cậu chứ không phải là tôi. Dạ, dạ, rồi. Ừ rồi. Hát đi chị. Ráng đi em. Ngào gió bay em già cơn làng gió bão xuyên ơi đây là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền qua cò có trăng dài cô đơn có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư dời dời nhớ thương về còn anh chưa biết mình rồi sẽ ra sao mất em rồi đời anh như trống trải ngoảnh mặt nhìn xa tôi chập trùng ngay những nẻo đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ. Hãy đưa em về ai nhang bao xuyên xây một năm mộ giữa biên cương để hồn anh sẽ theo em mãi mãi bao xuyên sơn ca xin vĩnh biệt bao xuyên ơi ngủ đi em ngàn thu không trở về ngủ cho quên ranh giới biên cương ngủ cho quên thù hận oán hờn anh sẽ đưa em về ai nhang ru em vào giấc ngủ thiên thu bao xuyên. Sốt hay quá trời ơi. Trời ơi sốt quặc quá. Trời ơi. Chưa. Cái đoạn này em có nhớ còn ẩm lên nữa mới hay. Trời ơi cậu ơi. Cậu làm tôi tin ơi hả? Tôi hát lộn luôn. Được rồi. Nói chung á là ông Bầu hả? Có tương lai. Có tương lai hả? Đó. Tôi hứa tôi sẽ dìu dắt. Nhưng mà bây giờ nha, nghe tôi hỏi tên gì? Dạ em tên Bình. Bình gì? Dạ, người ta gọi em là Bình Lãng Tử. Nghệ sĩ Bình Lãng. Trời không được. Trời đất ơi, nghệ sĩ mà Bình Lãng là không có được rồi. Không được, để coi, tôi tính coi cái giờ. Tính cái gì hay hay đi chị. À, có rồi. Có hả chị? Nghệ sĩ Bình Trọng. Vậy là em được vô đoàn hả ông Bầu? Vô đoàn luôn. Chúc mừng anh.
Bà con ơi, từ đây tôi theo gánh hát luôn rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức câu chuyện mang tên là Nghiệp Cầm Ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng cùng với sự trợ diện của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Thanh Hồng và Võ Ngọc Tân. Dạ, một cái màu sắc rất là mới. Dạ, hỏi thăm chị Mỹ Hằng chút xíu nào, giờ khán giả quen nhìn thấy hình ảnh của chị Mỹ Hằng trên sân khấu là đào thương, đào mùi, khóc. Rồi sao tự nhiên bữa nay tự nhiên tính cách rồi còn hề hước dữ vậy chị? Không giấu gì em và với ban giám khảo với quý vị khán giả, tự nhiên lúc rài tự nhiên cái giống như nó trẻ lại hay sao á, cho nên là thì Mỹ Hằng chỉ biết là cố gắng hết sức mình để mà giúp cho Bình Trọng được hoàn thành cái vai diễn của mình cho nó toàn vẹn và cho nó cái điểm cao trong cái đêm hôm nay đó. Dạ, và cái vai diễn này của chị ngày hôm nay nó cũng là một cái nét rất là mới lạ với khán giả. Khán giả không phải chỉ bất ngờ vì cái hay của Bình Trọng khi mà hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Vương, mà còn rất là bất ngờ với một nghệ sĩ Mỹ Hằng rất là mới. Và hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới thì chị Mỹ Hằng sẽ có những cái vai diễn mang những cái màu sắc mới và khác lạ như thế để mang đến cho quý vị khán giả nha. Cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hồng cùng với Võ Ngọc Tân. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Dạ, em kính chào anh Hai Minh Vương. Nói vậy chứ Thoại Mỹ chào Bình Trọng. Dạ. Bữa nay quá thân một cái vai của anh Hai Minh Vương và dám kêu bằng hy sinh từ mái tóc của mình nè, rồi bộ đồ coi như là hình thể là rất là giống anh Hai Minh Vương. Kịch bản thì đơn giản nhưng mà duyên dáng. Nhưng mà chị Mỹ hơi tiếc một điều là ca ít quá à, chưa có nghe đã. Nhưng mà qua cái tiết mục này thì em vẫn giữ được phong độ của em và có một cái sự tiến bộ từ hình dáng, từ cái cách ca. Lần đầu tiên diễn một kịch bản như vậy nhưng mà chị Mỹ cảm thấy em diễn rất là thoải mái, không có bị gò bó, không có gì hết trơn. Và rất là duyên dáng. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào em Bình Trọng. Dạ. Nhờ cái sự khám phá, những sự khai thác của đạo diễn Nguyễn Hữu Quốc cho nên là đã làm cho em có một cái nhân vật, một cái vai rất là dễ thương. Quá thân để làm một người nghệ sĩ mình thần tượng thì em đã làm tròn rồi. Chị chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Chú Hai Minh Dương là thần tượng của anh lúc nhỏ. Thì ngày hôm nay về mặt hình thể em giống chú Hai Minh Dương, nhưng mà cách thoại á thì vẫn chưa đạt. Em nghe kỹ chú Hai Minh Dương thoại. Chú Hai Minh Dương thoại rất là tỉnh bơ. Tỉnh nhưng mà cái trong cái tỉnh đó mà người ta nghe rất hài. Còn ca thì em vẫn là một cái giọng ca đầy nội lực. Nhưng mà ngày hôm nay đó, anh nghe em vẫn có một cái gì đó của Bình Trọng. Cái giọng của chú Hai đó, khi mà cất lên Hò Quế những cái rung nhẹ, những cái lấy hơi gió nhẹ, gọi là hơi sét nhẹ đó, rất là mùi luôn. Em mới được khoảng 92%. Ngược lại em được cộng điểm là em giống về hình thể nè, em giống về mái tóc nè, em giống về cách đi đứng nè, cũng lững thững như chú Hai trong vai này. Vì vậy cho nên anh có điểm cộng cho em về cái điều đó. Yeah. Chúc mừng em. Chúc Bình Trọng may mắn nha.
chìm trong màu tuyết trắng giữa tầng cao không một ánh sao trời. Lại một mùa đông nơi đất khách quê người, thiêu khách đèn khuya soi mờ ngõ vắng, nhỏ ngập ngừng lê bước giữa đời quê. Tôi nghe lòng mình sao trống trải bơ vơ, trận gió tàn đông buốt lạnh dài, bước âm thầm trên mây hoàng đường đêm, gió gật từng hồi cho cành rơi lá đổ. Trên ghế đá công viên nhìn chiếc lá hừng hờ bay trước gió, nghe vắng vắng có tiếng ai ca dòng cổ, tôi bồng ngầm mùi thương nhớ dẫm trời xa. Thưa quý vị, thí sinh Cẩm Loan đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Cẩm Loan, một bài hát rất là ngọt ngào. Nhịp thì là ca có tiến bộ hơn kỳ rồi đó. Nhưng mà vậy nha, hôm nay đó là Loan có thêm cái dấu huyền là giống chị Cẩm Tiên nữa. Nhưng chị Mỹ rất tiếc bữa nay em ca nguyên một bài tân cổ này á, chị Mỹ thấy ít có chỗ giống chị Cẩm Tiên. Em thể hiện cho em nhiều hơn là những cái của chị Cẩm Tiên. Ở chị Cẩm Tiên á, ngân câu 1 và câu 2 của chị
rất là đặc biệt. Mà cái ngân của chị rất là chắc, rất là dài và rất là ngọt. Thành ra là những cái điểm đó là những cái điểm ưu nhất của chị Cẩm Tiên, đẹp nhất của chị Cẩm Tiên, em cần phải học hỏi. Mới nhìn vào thì đã thấy 80% là của chị Cẩm Tiên rồi. Dạ. Vóc dáng này này kia nọ, rồi đứng ca thể hiện giống chị Cẩm Tiên. Mấy anh chị có thấy cái bộ dài này quen quen không? Cái bộ này hình như là chị Cẩm Tiên cũng có mặc rồi, đúng không chị Loan? Dạ, không biết là mình mượn của chị Tiên hay là mình may lại giống cái bộ của chị Tiên mặc ạ? À? Dạ, em may ạ. À. À, anh rất là ngưỡng mộ em. Em dám bỏ tiền ra may để cho giống Cẩm Tiên. Đó là một cái điểm cộng. Đối với Kim Tử Long thì đây là một cái bản sao của nghệ sĩ Cẩm Tiên. Trong cái chất giọng bẩm sinh em đã có một cái giọng giống Cẩm Tiên rồi. Có những cái chữ bể á, tha, chữ tha, tha hoặc là thở rồi chữ, những cái chữ bể bể đó là của Cẩm Tiên đó. Giống Cẩm Tiên ở những cái dấu sắc. Cẩm Tiên có những cái dấu sắc gọi là giả thanh, nhưng mà đưa lên mũi nó rất là lạ. Mà em giống chị Cẩm Tiên điều đó. Chỉ có một điều mà em chưa giống Cẩm Tiên là về sức khỏe thôi. Cái lực. Cái lực của em chưa có. Cẩm Tiên ca giả thanh nhưng mà cái dấu sắc nó rất là bén luôn. Còn em cũng bén đó, nhưng mà bén của cái mềm mỏng. Cái câu 1 mà em dứt cái câu 1 đó em bị kéo ngắn quá. Nó ngắn quá. Mà những cái rung á, những cái rung của chị Cẩm Tiên nhất là dứt chữ cống rất là tuyệt vời. Dạ. Và nếu như mình may mắn mình vào những vòng trong sâu hơn nữa thì mong rằng chị sẽ giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe tốt để mình có cái làn hơi khỏe nhất, mạnh mẽ nhất để mình có thể mình đến với cái phần thi của mình một cách trọn vẹn nhất chị nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành cho chị Cẩm Loan. Ta Dương Nữ Bích Nương truyền chỉ, nếu ai chạm vào ngón tay của hai kẻ chạy trốn kia thì ngài thượng thư và 400 linh kỵ phải chịu thảm hình dưới tay ta. Ngài thượng thư, hắn nói đúng, ta chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, hai bàn tay ta như hai cánh chim bồ câu bé nhỏ mà chẳng bắt lấy nó, ôm nó vào lòng để che vuốt thương yêu. Phi cát, Phi cát ơi, ta yêu chàng. Nhưng trời ơi, chàng đã yêu Sĩ Liên. Ôi thần tượng trong lòng ta vừa sụp đổ, một khối tình liệm chết giữa tim đau. Dẫu ta là một nữ vương trên tuyệt đỉnh ngôi cao, nhưng ta cũng chỉ là một cô gái vừa tròn tuổi mong. Cái tuổi đầu thơ chưa chan nhựa sông, tại sao, tại sao, tại sao ta không thể cùng với trăm hoa phố hương nồng nhị thâm mà lại vui mình trong cung thâm để hỏi liệu chờ trăng. Nhưng trăng ơi, trăng dặn ai mà trăng nghiêng nghiêng nữa mà. Còn liệu sầu ai mà liệu ru bơ. Thank you.
chẳng biết nhờ ai gỡ rối tơ vương. Đường vào yếu chập chùng gần thân, mà kẻ lữ hành đã mỏi mỏi chung chân. Giờ chỉ mình ta trên bóng đơn thân, tâm sự nặng quặn đau rương mơ. Có ai biết được tại vì sao giữa cuốn sông dương nữ nghẹn ngào khóc thương nhan sân. Lĩnh bà yêu phi cát, tại sao không dùng quyền uy chiếm đoạt khi lĩnh bà không còn nhan sắc? Không còn nhan sắc à? Mặt hồ yên bụng nổi dậy phong ba, ai nổi lửa tim đốt tan đời xuống nhớ. Phi cát, phi cát ơi, chàng là thiên thần hay ác quỷ? Lạc vào đây làm sao chuẩn cả cung chi? Tạm giết chàng. Nhưng trời ơi, ta là ta tự giết ta. Đứa em gái nhỏ mà ta thương yêu chiều mến, thương đế, thương đế ơi, xin hãy cứu vớt đời con. Đang chơi vơi nơi biển cả, một linh hồn cô đơn, một xác thân rời ra, thì làm sao có thể chống chọi với những cơn sóng đồng ba đảo. Cưng à, cưng à, đang còn muốn coi nữa. Hết cái tiếc đứt ruột. Chúc mừng Sơn Tùng. Hôm nay em đã làm cho chị rất là ngỡ ngàng, nhưng chị không ngờ hôm nay em lại chọn cái tiết mục này. Và cái cách xử lý, cái cách diễn, phải nói đúng là cái người mà em thần tượng đúng là chính xác. Tuy rằng cô Năm Mỹ Châu, cô không có một cái chất giọng rộng lớn hoặc là sang sảng như ai hết, nhưng mà cô có chất giọng rất là trầm. Mà trong cái trầm đó nó sâu lắng và nó ẩn chứa vào trong một cái niềm oán hận, một cái niềm thương yêu, một cái tình cảm của một người mình yêu và một người em của mình. Chị nghĩ rằng là chính nhân vật này đã để cho Sơn Tùng bước thêm một nấc thang nữa. Chúc mừng em. Cô Năm để đời rất là nhiều vai, trong đó có cái vai này. Và cô diễn rất là sang trọng. Bước ra là thấy một nữ hoàng. Mà bữa nay em lại một lần nữa, em lại thử sức mình. Lần đầu tiên lại dám làm cái vai nặng cân của cô Mỹ Châu. Tuy rằng hơi điệu một chút, nhưng chấp nhận được. Và rất giống cô Mỹ Châu. Giống ở cái hồn của cô, em đã bắt được cái hồn của cô. Và em ca từng chữ, chị Mỹ thấy nè, chữ gối rất là giống cô Năm. Cái run của em cũng bắt chước được nữa. Và em đã lấy được những cái tinh hoa của cô Mỹ Châu. Tới cái chữ mà xáo trộn đó, em làm rất là ngọt. Cuốn nhất là xuống giọng cổ. Kết quả em đã làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Và chị nghĩ cô Năm Mỹ Châu hôm nay chắc cũng sẽ hài lòng vì những cái cô chỉ dạy cho em. Hôm nay chị thấy em đã làm được. Chị Mỹ xin chúc mừng Sơn Tùng nha. Cảm ơn dạ. Xin cảm ơn giám khảo Tài Mỹ và xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với tôi thì thần thái, sắc vóc, cách biểu diễn, tôi cho 10 điểm. Cách ca vẫn giữ cái e của cô Mỹ Châu. Vì vậy cho nên là những gì góp ý của chị Mỹ và chị Thanh Hằng đã cho em thấy được là em đã tiến bộ rất nhiều. Mà hôm nay thì chắc chắn rằng anh sẽ dành cho em một vé. Chúc mừng em. Dạ. Dạ, xin cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Sơn Tùng. Dạ, không biết giám khảo có ý định muốn tặng bộ đồ này không? Dạ không, đi vô đi. Dạ, bộ đồ này mắc lắm. Dạ, bộ đồ này mắc. Thank you.
nhìn mưa rơi lòng chợt thấy ưu hoài, nghe hạ đơn bồi hồi bao kỷ niệm, lối cũ đường xưa cùng ai chung giờ chỉ mình tôi với niềm thương nhớ giữa màn mưa như lệ đổ đôi dòng. Mình không duyên đành chiều kiếp bi cô phòng, gió mùa hạ từng cơn dài giúp cái nỗi niềm riêng thôi còn khơi chi kỷ niệm hôm nào vì em cất bước sang ngang mưa rơi hay lệ buổi tiễn đưa nhau trời hạ buồn êm êm tiếng gió, mà sao từng hạt mưa rơi như báo dậy giữa tim này. Ngày tháng trôi nhanh mà nỗi nhớ cứ đông đầy, chiều dạo bước trên con đường năm cũ, người xa rồi tôi còn đứng chờ ai. Nghe tiếng mưa rơi rơi chiều nay, hạ buồn gieo thương nhớ, em ở nơi xa xôi còn dòng sông nào lặng trôi, buồn mênh mang tiếng hoa lục bình đó bên dòng chơi vơi, người xưa ơi thôi hết mong thương phù, có nỗi cô đơn theo ngày tháng buông trôi phai mờ trong kỷ niệm, nhưng cũng có nỗi đau chưa hề phai lãng khi nắng hoàng hôn tắt liềm cuối chân trời. Thành nỗi sầu tư dai dứt trọn vàng thôi yêu, mưa đượm buồn như đôi mắt của người thương, hạ về nỗi nhớ miên man, tình cờ tao ngộ ngỡ ngàng như mơ, phương còn lưu giữ dần thơ vé sầu lát dòng sau năm tháng chưa mờ phai, bóng hình ai vẫn trong tim này nhung nhớ, với bao mơ chưa thành, yêu hắn
phai như bóng hình ai vẫn còn trong tâm trí. Chỉ tội cho nhau đòi tình không chung lối, đành xa nhau biệt biệt là kỷ niệm trọn đời công phai. Xa xa nắng ngả tuôn dài, chiều buồn hạ nhớ những ngày mơ qua. Thưa quý vị, ở phần thi hội ngộ này chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Hạ Nhớ Chiều Mưa Qua của tác giả Tô Thiên Kiều với phần thể hiện của 4 thí sinh. Quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Một tiết mục khá là hấp dẫn. Khi vừa mới cất giọng lên để ngâm mấy câu đầu á, Thoại Mỹ nhận ra là cô Ba Thanh Nga, bạn Trân, còn bạn Mạnh nghe loáng thoáng cũng là cái cách ca của chú Thanh Sang. Còn bạn Quang thì cất giọng lên là nhận ra ngay từng chữ đó là nghệ sĩ Minh Cảnh, rất là giống luôn. Còn với bạn Phương Huệ, ca hay quá à, ngọt quá à, cái hơi rất là khỏe nhưng mà rất là giống luôn. Bình thường chị Mỹ nghĩ chắc ca cũng giống rồi phải không? Dạ chắc vậy quá. Chị cái hơi nói nó cũng giống, giống cũng nhẹ nhàng cũng đặt dễ thương tên Huệ rồi. Nữa đó. Bữa nay lần đầu tiên Phương Huệ lên thi thành ra cũng hơi khớp. Vậy hả? Rồi cái tên Phương Huệ là tên thật của em hay là tại vì ái mộ chị Thanh Kim Huệ quá? Dạ không, tên Phương Huệ là tên của một người chị. Tên thật là tên Phương Hà. À vậy hả? Rồi nhưng mà ái mộ chị Huệ quá phải đặt Phương Huệ phải không? Dạ sau này có chú đó nói ca giống chị Thanh Kim Huệ quá, thôi ca đổi tên lại là Phương Huệ đi. Đúng, nhưng mà em ca giống thật. Giống cái thời điểm bây giờ hả chị? Là ca ngọt ngào và những cái luyến lái của chị Huệ, từng cái xuống giọng cổ rồi cái ngân cái rung gì á, cái âm của em là hoàn toàn là thấy chị Huệ. Chị Mỹ chúc mừng bốn bạn nha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo đã nhận ra bốn thần tượng mà các thí sinh ở đây lựa chọn, đó là nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Cái điều đáng phục đây á là một cái bài ca rất mới, những người nghệ sĩ thần tượng của các bạn chưa có ca, mà các bạn vừa cất lên tiếng ca là đã biết người thần tượng của các bạn là ai rồi. Xin cảm ơn, trân trọng rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ, xin mời giám khảo Kim Tử Long tiếp lời ạ. Anh muốn hỏi Trân, tại sao em lại thần tượng cô Thanh Nga? Dạ em thì đam mê cải lương, tất cả những nghệ sĩ cải lương nào mà em nghe được và có những cái hay thì em đều muốn học hết. Nhưng mà riêng với nghệ sĩ Thanh Nga thì em có ấn tượng từ nhỏ, từ lúc em học mẫu giáo luôn, là ở nhà có suốt ngày cứ mở cái băng cái Tuồng Nửa Đời Hưng Phấn em nghe rồi nó thấm vô máu của em. Khi mà em xuống giọng cổ á, cái ngân từ cái sang mà để qua xuống cái hò đó, thì anh mới nhận ra là em thần tượng Thanh Nga. Vì chỉ có một mình Thanh Nga mới xuống giọng cổ kiểu đó thôi. Chỉ khác có một điều là cô Thanh Nga ca nhẹ hơn em. Nhẹ nhưng mà phải rõ chữ nha. Vì vậy cho nên là nếu như em muốn hát giống cô Thanh Nga hơn nữa thì cái độ rung của em cần phải có nhiều hơn chút xíu. Và quan trọng hơn nữa là cái giọng cô Thanh Nga là phải liêu trai. Ca mà cái hồn của cổ như ru người ta đi vào trong cái bài hát đó. Nếu như em có được một chút xíu đó nữa thì em sẽ giống. Còn Huệ thì tôi khỏi phải góp ý kiến. Tôi chỉ nói với lại Quang, một giọng hát nội lực. Nếu như cái giọng này
mà khi mà mình ca nhẹ hơn một chút xíu nữa thì chắc chắn sẽ là Minh Cảnh Hai. Hy vọng rằng khi mà Quang vào vòng trong hơn nữa đó thì mình sẽ tiết chế lại, đừng tung ra hết lực của mình mà phải nghe cho kỹ Minh Cảnh của những cái thập niên 70, 80 thì em mới là Minh Cảnh Hai. Còn Mạnh phát huy rõ hơn Thanh Sang chút xíu nữa. Anh Thanh Sang ảnh ca, ảnh không có ca rỗn rãng như người ta, nhưng khi mà ảnh cất giọng lên, cái hơi mũi của ảnh á, nghe là tự nhiên là biết ngay là Thanh Sang. Thì mình phải biết được cái điểm mạnh của anh Thanh Sang mà mình cố gắng mình nhấn vô cái đó ha. Chứ còn hồi nãy là vẫn nghe đó, nó chưa có rõ. Dạ, cảm ơn các vị ban giám khảo đã có những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết nha. Đầu tiên xin mời anh ạ. Tôi tên là Hoàng Mạnh, sống tại Phố Hồ Chí Minh, Củ Chi. Dạ, công việc của anh là gì anh Mạnh? Mình phụ hồ thôi. Dạ, mình làm phụ hồ mà mình học các cái lương hồ nào mà mình ca hay vậy anh? Tại vì cũng hồi nhỏ cũng ở quê cũng làm ruộng đó, rồi cái tối ngày nghe băng của chú Thích Sang ca không à. Dạ. Rồi cái đam mê. Và hôm nay mình đến với chương trình này là lần đầu tiên mình lên sân khấu luôn không ạ? Đúng rồi, cho nên bị rung. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu làm quen rồi, thì ở cái phần thì sao anh cố gắng tự tin hơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Xin mời Trân giới thiệu về mình nào. Dạ, chào ban giám khảo và khán giả. Em tên là Quỳnh Trân, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên dây ấn huyệt tại spa chăm sóc sức khỏe. À, dây ấn huyệt. Em phát hiện ra là mình có cái làn hơi giống như cô Thanh Nga từ bao giờ? Dạ, lúc còn nhỏ khi mà em hát theo trong tuần Nữ Đời Hưng Phấn thì có các chú các bác, những người lớn khen là giống. Thật sự thì em cảm thấy không giống, nhưng mà vì em yêu mến cô quá nên em ráng em tập. Yêu mến cô cho nên cố gắng tập và đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng để thể hiện cái tình yêu đó với cô Thanh Nga. Dạ, tiếp theo xin mời chị Huệ ạ. Phương Huệ là quê ở Đồng Tháp. Hồi nhỏ có đi theo mấy cái đoàn ở dưới quê. Dạ. Sau năm 1994 đó là nghỉ hát tới bây giờ luôn. Vậy từ cái năm mà chị nghỉ hát đến giờ là vì cái lý do gì ạ? Và công việc sau đó của mình là gì thưa chị? Cũng đam mê lắm mà tại vì gia đình cũng khó khăn á, thành ra dạ, ra ngoài bươn chải. Dạ, vậy sao chị lại quyết định đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng ạ? Vẫn còn đam mê ca hát. Dạ. Thành ra muốn tham dự cuộc vui với mấy bạn à. Dạ, chị ơi, chị nói cái giọng không thôi nghe cũng giống cô Thanh Kim Huệ. Dạ, em cũng hy vọng rằng là sau chương trình này sẽ có nhiều cơ hội cho chị để chị quay trở lại với nghề nha. Bởi vì em nghĩ rằng với cái giọng hát này mà mình bỏ nghề thì nó rất là uổng đó chị. Cảm ơn đại nghĩa rất dạ nhiều. Rồi, xin mời bạn Quang giới thiệu nè. Dạ, xin kính chào. Tôi tên là Nguyễn Quang nhưng mà tên thật là Nguyễn Thế An, quê ở Bến Tre. Hồi xưa thích sư phụ Minh Cảnh ca lắm, nên lên đài tiếng nói hát, cô Ngọc Mai la, cô Ngọc Mai nói là đừng có hát giống người ta. Nên từ từ cũng uống nhã nhã ra, nhưng mà sư phụ vẫn mãi, đỉnh. Sư phụ mãi đỉnh. Và một tràng pháo tay nữa dành cho 4 thí sinh của ngày hôm nay. Ai bình cơ? Ai bình cơ? Sương đã dâng mờ lên cửa ai, chốn vùi mộng đẹp giữa chiều nay. Tình từ nơi đây về biên cương, nhớ ai gửi đôi lời thăm cầu mong được bình an. Ôi mối tình cô đơn từng ngày thương ngày nhớ. Đàn từ bên cánh sông ta là trai kiên cường, với bao mối ân tình ngại ngùng không nói nên câu. Có phải ai bình cơ không? Ai bình cơ? Ai bình cơ? Yên lặng. Ai bình cơ? Tôi là tên tội đồ của Mông Kha Đại Hạng,
đã ngập ngừng khi dục do biên cương. Tôi quay lại đây để liều lĩnh gặp công nương, để tạ ơn cứu tự và nói lời ly biệt. Thôi, đừng nói gì ra hết. Những lời chàng sắp nói em đã biết, thì xin chàng đừng dối nói hết lời tim. Thưa công nương, tôi rất khổ tâm nghe trọn lời biết ly ở đây. Tình yêu và hận thù phải xa nhau rồi. Ai bình cờ muốn nói tiếng yêu thương, được khi ly biệt với nàng công nương đời thâm cung. Thôi, tôi rất sợ lại có kẻ ra đi nói với người ở lại để vui chung một tình yêu ngày dài xuống quang một. Yên lặng, tôi biết tình yêu tôi như nước chảy qua cầu, không tha thiết mà mơ hồ như ảo, không quan hờn, không buổi sơ giao. Tình tôi là mây trời, là khói biển, là nắng và hoàng hôn. Nó không ai không mắng mà buồn mà lũy, không có rượu giao môi mà đâm lệ liên sâu. Nhưng công nương ơi, hai ta là hai kẻ thù nghịch, tôi sẽ nói tiếng yêu khi hận thù xưa bồi xóa. Yên lặng, yên lặng. Thôi, người ra đi đừng tỏ lòng thương hại cho kẻ ở lại cũng vàng. Đừng hứa hẹn mong lung với một tâm hồn tuyệt vọng, đang kết vô tình trong khuya mắt thương đau. Và kể từ đêm nay người bước lên yên về cô quân, nhiễm hoài hồn trong gió vui đường xa. Thì đừng nhớ chỉ đến một hình ảnh như mơ đang tan mờ trong nhau là mộng, hình bóng tựa thành trong khói sương. Người đi đón gió muôn phương, còn tôi ấm ủ tình thương trọn đời. Yên lặng, quân hãy mau dây và lục soát bắt ra được ai bình cơ hoàng thượng. Yên lặng, chàng hãy mau rời khỏi nơi đây ngay đi. Đi đi, đi đi mà. Không, đi đi, không, chàng hãy đi đi. Không, chàng được. Phải đi đi mà. Yên lặng, đi đi. Yên lặng, yên lặng. Dạ, sao con lại lén lục bao che để tên trộm trộm thoát? Tại sao, tại sao lại bao che cho một tên trộm? Không, không, đừng phụ hoàng ơi. Phụ hoàng ơi, nếu ai bình cơ là một tên ăn trộm, thì chính con đây là thủ phạm đã hiến dâng cho tên trộm trái tim.
Bình thơ bằng tình yêu tha thiết, mong biến hận thù địch hóa thành hòa hiếu lân bang. Nếu không bằng lòng thì phụ vương hãy giết con đi, mà tha cho chàng được trở về cô quân, về chánh tại nơi con mà chàng dừng bước. Đại trúc đảng niềm tin rồi vinh hiền lên dương ơi, chiều hôm nay khi chàng trời khỏi dương cung là sẽ không bao giờ tái ngộ. Có gặp nhau chẳng chỉ là trong giấc mơ vối lừa, oán hận đè trời máu chảy thay phơi. Yên lặng. Ai bình cơ? Ai bình cơ? Sương đã dâng mờ lên cửa ai? Ai bình cơ? Chốn vui mộng đẹp giữa chiều xuân. Đi đi, đừng nói lời thương hại. Tao ngủ chờ trong giấc ngủ dài. Nhớ ai nhắn tôi lời từ nơi đây về biển cương, nhớ ai gửi tâm tình thâm cầu mong được bình an. Ôi mối tình cô đơn từng ngày thương ngày nhớ. Đàn tử bên cạnh sông, ta là trai chiến binh, với bao mối thâm tình ngày cùng không nói nên câu. Ai bình cơ? Yên lặng. Ai bình cơ? Yên lặng. Ai bình cơ? Xin chúc mừng chị Phương Huệ đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ, cảm ơn anh Tô Châu đã hỗ trợ cho chị Phương Huệ trong cái phần thi vừa rồi. Dạ, cho em hỏi thăm chút xíu là anh với chị tập với nhau cái tiết mục này mình có tốn nhiều thời gian không anh Châu? Tô Châu kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả đang xem truyền hình trên Vĩnh Long. Nói chung là anh em cũng cũng kẹt chạy show lắm, nhưng mà nghe cái chương trình này thì cũng tập được buổi. Cũng tập được buổi. Buổi tập và buổi duyệt. Dạ. Cái thời gian tập như vậy là không nhiều đúng không anh? Vậy thì với cá nhân riêng anh Châu nha, khi anh Châu diễn cùng với chị Huệ và nghe chị hát á, thì anh có thấy rằng là cái nét diễn này và cái giọng hát này giống với nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ không ạ? Riêng của tôi Châu nhận xét thì thấy Phương Huệ hát giống chị Huệ, mà giống một cách tự nhiên. Nên mình thấy Huệ là có cũng cỡ là 85% giống chị Huệ à. Dạ, 85% lận anh. 85%. Anh mà ngồi vị trí ban giám khảo là chị vô chung kết chắc. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Tô Châu rất là nhiều. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ chị em mình ở đây nha. Em sẽ mời ban giám khảo. Em mời chị Thanh Hằng nhận xét về tiết mục vừa rồi của chị Phương Huệ. Chào Phương Huệ. Chào chị. Hôm nay theo như chị thấy thì nghe cái giọng của em cũng khỏe lắm. Những cái cất giọng đầu tiên là chị nghe tiếng giọng của em là giọng của Phương Huệ, chứ chị chưa nghe giọng của chị Thanh Kim Huệ. Dạ. Nhưng mà em vẫn còn mang máng khi cái câu giọng cổ sau của em đó, em mới ráng cố gắng để cho ông cái sự là gọi là chính xác giống chị Thanh Kim Huệ nhiều. Và dạ, có những cái chữ thoáng qua em vẫn còn giữ được cái nét của chị Thanh Kim Huệ. Dạ. Và em cả đã thể hiện cùng với anh Tô Châu một cái trích đoạn rất là dễ thương, rất là vừa tầm để xem. Mong rằng là em sẽ được bước vào vòng trong nữa để em sẽ thể hiện những cái vai diễn của chị Thanh Kim Huệ nha. Chị cảm ơn Phương Huệ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ.
Như chị Thanh Hằng nói thì Thoại Mỹ thấy đúng đó. Nhưng mà không sao, tại vì cái vở này á, cô Huệ không có hát video, cho nên là chỉ có audio thôi. Thì đôi khi là người ta không có được xem nhiều. Đó thì cũng châm chế được cho chị, cũng biết tự tin lấy lại cái phong độ và lấy lại những cái gì mà thần tượng mình có. Cảm ơn chị, chúc mừng chị. Cảm ơn Mỹ. Dạ, cảm ơn chị Thoại Mỹ. Dạ, mời anh Long. Từ nãy giờ là Huệ ca cái gì Long cũng thấy tốt, nhưng đó là Phương Huệ hát. Chị Thanh Hằng Huệ hát không cần phải dùng sức, mà cái điều đó Long đã nói với Huệ ở dòng đầu, dòng trước rồi. Dạ. Chúng ta phải nhớ một cái điều là thần tượng của chúng ta hát là chúng ta phải biết là cái người thần tượng của mình là họ hát bằng cái gì, cách ca của họ như thế nào, để mình lấy cái đó mình áp dụng vào cái bài của mình dự thi. Phương Huệ đã cho khán giả thấy được cái khả năng rất là tốt của Phương Huệ, đó là giọng hát của Phương Huệ nó có một cái gì đó âm hưởng của chị Thanh Huệ và nó có cái sự nghe là cuốn hút cái người nghe. Nhưng mà để tiếp tục bước vào vòng trong hay không á thì chúng ta phải chờ để xem coi số điểm mà ban giám khảo dành cho Phương Huệ như thế nào nha. Dạ cảm ơn. Dạ xin cảm ơn ban giám khảo. Dạ mong rằng chị giữ gìn sức khỏe nghe. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em mời chị vào trong nghỉ ngơi. Hỡi phu tương, cất tường thành phu tương không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ác sẽ cảm thông. Nay thiết dòng bàn thờ trước ngưỡng cửa niên lâu thành, hương khói nhạc xinh chàng chân gian. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cần đơn lại nhau ba lại để dạy cuộc. Từng lối đau dở hiền chàng cũng vén nghĩa tình phu tương, chàng với thiếp cùng chung chi hương, vai kề vai gánh nặng bồng nay chưa kịp thoa, thì đường âm dương cách trở lạnh lạnh áng mây sâu. Thiếp xin được quân dành khăn tang trắng xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân, lại thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tới sống người bạn trăm năm chẳng vui. Ôi trời liên lâu chưa tan hồi trống trần, mà đất mê linh ly hoa lá dội thương sầu. Phu quân, phu nhân, phu nhân ơi căng căng đêm nay sẽ là
làm trắng căng tâm sự thì ba lại tả tờ của phu nhân cũng tròn tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quá ta quyên làm mồ cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm đình bên để bảo toàn mạng sống cho ta, giàu chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng nàng ra lệnh nghĩa bên anh dũng nổi trống đồng đi, nổi trống tấn công đi, hãy tấn công trong tiếng cười ngao nghệ để đưa tiếng hồn ta đi theo tiếng trống quê hùng. Kìa phụ nhân tại sao nhân con gió dữ, à hay là phụ nhân đã quên hết những lời trong đêm giả biệt, gương bao khắc sâu lời nguyện ước quên mình rửa sạch mối thù chung, hay lắm quên mình đi rửa sạch mối thù chung. Phu nhân ơi đó là lời mà vợ chồng ta thường nói, vậy thì phu nhân còn chần chờ gì nữa chứ, chần chờ đi mà không nêu tấm gương sang đó để ngàn sao hậu thế soi cùng. Sống thác là chuyện đi về, còn hộp tan là trò dấu tiên, nhưng tất cả đều không đáng cãi, mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng vương. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một cái đoạn trích rất là nổi tiếng trong vở Tiếng Trống Mê Linh với phần thể hiện của anh Văn Mạnh và Quỳnh Trân. Xin mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Tại vì sao mà mọi người lắng tai nghe cái trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh này mà chưa có thỏa mãn gì mấy, là tại vì bẩm sinh cái chất giọng của Quỳnh Trân á chưa có cái giấc giọng để gọi là giống cô ba Thanh Nga, nhưng mà mang máng trong đó, tại vì cái câu giọng cổ này là coi như là kinh điển mà khi ca lên là người ta nhớ tới cô ba Thanh Nga thôi. Chị nghĩ rằng là Quỳnh Trân á là làm sao mà tập cho cái giọng của mình nó nhẹ nhàng. Dạ, chị còn nhớ những hình ảnh mà cô ba Thanh Nga để diễn cái vai diễn này cũng như là cái giọng ca của cô ra sao không ạ? Giọng ca của cô thì không có sắc bén mà cũng không có trầm ở dưới nữa. Cái ca và cái ngâm cái của cô trong đó nó có ca mà trong nói trong ca. Hai cái câu mà hồi nãy Quỳnh Trân ca đó, gươm bao khắc sâu lời nguyện ước quên mình rửa sạch mối thù chung. Mình nghe của ca đứt từng đoạn ruột, cho nên là khó lắm để mà được cái chất giọng giống cô ba Thanh Nga. Còn Văn Mạnh thì khi em ca thì có những cái e cũng giống chú Thanh Sang lắm, nhưng mà đặc trưng để gọi là cái âm để giống chú Thanh Sang thì nó cũng bị hạn chế. Cái cách ca của Mạnh á thì có giống chú Thanh Sang, nhưng mà tại vì cái âm của em có riêng của em chưa được giống chú Thanh Sang ở cái âm. Mà chị Mỹ khen Mạnh có cái là ca tự tin nha, sắp nhịp đồ rất là tốt, ca rất là bản lĩnh luôn. Tới cái vòng này đó, Trân có tiến bộ, giống như là em kêu hỡi phu tướng là cái chữ tướng nó cũng gần giống cô ba rồi. Thì có những cái chị Mỹ phát hiện được là cái rung của em cũng dần dần em lấy được một chút xíu của cô ba. Hai bạn sẽ cố gắng nghe kỹ, nghe nhiều một chút. Nếu mà vào vòng trong á thì các bạn được tỏa sáng và sẽ được nhiều cái của chú Thanh Sang và của cô Thanh Nga nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Trân ơi, đối với anh á
là em đã ca quá tuyệt vời rồi. Và em đã bắt chước cô Thanh Nga được 80% để có thể tải được cái trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh này trong vai Trưng Trắc. Tại vì cho đến lúc này chưa có một người nghệ sĩ nào có thể hát giống như Thanh Nga trong trích đoạn này. Vì vậy cho nên là em làm như vậy là em quá tuyệt vời rồi. Mà em lại là một người không có chuyên nghiệp nữa. Em chỉ là một cô bé từ nhỏ được nghe cô Thanh Nga hát và em bắt chước. Còn ngày hôm nay đối với em như vậy là quá xuất sắc rồi. Còn Mạnh, anh Mạnh thì ca rồi, tôi nghe là cũng có cái hơi hớm giống như anh Thanh Sang vậy đó. Anh nhớ là anh Thanh Sang dù cho anh có giống cỡ nào mà anh quên đi một cái điều là anh Thanh Sang ảnh ca như khóc vậy đó. Bởi vì người ta mới nói là anh Thanh Sang ảnh có một cái mệnh danh là đôi mắt sầu. Mà anh cất cái giọng lên là nghe khóc, nghe như tưởng như anh đang khóc vậy đó. Mắt anh khóc trước. Đó, thì chính như vậy cho nên mình phải bắt được cái đó. Nếu như là Trân và Mạnh mà bước vào vòng trong, bắt được cái nhịp đó mà mình thể hiện nhân vật, những cái bài hát của thần tượng mình là Thanh Sang và Thanh Nga chuẩn hơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cho em có một đề nghị nha anh Long. Vừa rồi là một cái trích đoạn rất là nổi tiếng, cái đoạn kinh điển trong cái vở kinh điển luôn của cái vở Tiếng Trống Mê Linh. Nhưng mà trong vở này còn đoạn nữa, đó là cái đoạn mà Thi Sách với lại Trưng Trắc mà chia tay nhau. Mê Linh Điệp Khúc. Dạ, khoác áo bào. Ca bài Hận Tha La đó. Bây giờ hai bạn không thể hiện điều đó, thì bây giờ em có thể nhờ các anh chị trong ban giám khảo mình hát tặng cho mọi người nghe cái đoạn đó được không ạ? À? Đúng rồi, chị Hằng có hát chay Trưng Trắc rồi nè. Dạ, anh Long cũng đóng vai Thi Sách rồi. Rồi cá đi, cá đi. Mọi người cùng ca luôn nha quý vị ơi. Dài nhưng có nhau kề vai trong chinh chiến, dẫu muôn đắng cay chi sợ. Ô trời Nam ô tôi, quân thù gieo bao tàn. Ta như điên đâu đành à lòng, đem máu xương cùng muôn dân son sắt. Nhớ nhau chớ quên câu thề. Đêm nay có xa nhau, cho ngày mai ta lại gần. Ôi năm sao trên bầu trời như sáng soi đường ta. Kìa hồn thiêng sông núi, nghe từ xa dòng mà về. Ta chung lo ngăn dặn thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm. Ngày Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mặc dù không có cái sự chuẩn bị từ trước, nhưng mà các anh chị vẫn có thể gợi lại cho chúng ta biết và nhớ về một cái vở cải lương kinh điển của cải lương Việt Nam chúng ta với những trích đoạn nổi tiếng. Và ngày hôm nay với hai thí sinh Văn Mạnh và Quỳnh Trân cũng đã mang đến cho chúng ta những ký ức thật đẹp về hai người nghệ sĩ tài hoa. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và một tràng vỗ tay nữa dành cho anh Văn Mạnh và Quỳnh Trân. Chúc anh đã chúc anh đài. Duyên tình cách chia, anh đài ơi nàng dây che bao tật lòng.
bao nhớ nhung người thương. Kỷ niệm xưa giữ luôn bên mình quyết không lìa xa. Đại em ơi đến ngày anh ta không quên câu thề, vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu. Mà tang thương vẫn kỳ quan cũng đã vang lên rồi, lệ sầu rơi đường thăm. Người tình đầu nơi xa có thâu, chúc anh đại, chúc anh đại. Ôi đông đầy chung máu chuyện mình. Anh đại ơi làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lô. Kỷ vật còn đây người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Làm sao quên được những kỷ niệm vui buồn, phúng hoàng sáng in hình đôi bóng, gợi vào lòng qua ý nhạc lời thơ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ hồi, người xa người tội lắm người ơi. Ta đang chẳng biết thì tôi biết rồi, mỗi kẻ mỗi nơi hỏi ai không buồn. Gió gió đâu đơn, lạnh mua cả tâm hồn. Dần hồng sáng soi không làm rạng ngắm tâm hồn. Đại đại ơi anh nói tình chúc lương ngàn đời, gió mưa phải nhòa không phải được tình mình. Trời không thương nỡ gieo biệt ly, ta yêu chúc nương. Anh yêu đại ngàn đời, thế thốt đâu đại ơi, anh đại ơi, chúc anh đại, chúc anh đại. Trời cao chứng cho, dù tháp tôi vẫn còn yêu, dòng nước trong như lại lãng bao tình thương. Bơ bơ cơn gió cho cành hoang tai.
mây đêm còn phủ dần màn sương như khóc tan cho duyên tình tôi liêm hồn nơi chính sông. Chúc anh Đài ơi. Và chúng ta vừa thưởng thức một cái vai diễn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, với cái phần hóa thân từ Trọng Nhân khi mà tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ, khi mà xem trích đoạn này thì hình như thấy các anh chị trong ban giám khảo cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Em xin hỏi chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Một cái vai diễn để đời của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh 20 mấy năm rồi Bị không được diễn chung với ảnh vở này, và anh cũng không diễn vở này nữa. Và vai diễn này nó ấn tượng với lại Thoại Mỹ và ngay cả chị Thanh Hằng. Tại vì khi mà tập cái vở này á, Mỹ với chị Thanh Hằng rất là cực khổ và bị đòn rất là nhiều. Được anh Vũ Linh rèn luyện. Khi mà Trọng Nhân hát thì bao nhiêu kỷ niệm nó dồn về Thoại Mỹ. Mình thấy mới đó mà bây giờ tại sao mình không được xem anh hát nữa. Bao nhiêu cảm xúc nó cứ dồn về làm cho Mỹ cảm động. Và hôm nay thấy được cái hình ảnh của Trọng Nhân trên sân khấu này giống như là một Vũ Linh đang đứng diễn ở trên sân khấu vậy đó. Qua tới vòng này thì cô Mỹ thấy con tiến bộ rõ. Con có một cái sự tự tin và thấy được cái niềm đam mê yêu nghề của con ở trong cái lớp diễn này. Con có tương lai lắm. Cố gắng. Dạ. Qua những cái bạn thí sinh như thế này thì chúng ta sẽ nhớ về những tượng đài của nghệ thuật sân khấu cải lương của chúng ta. Những người đã đi trước, đã tạo nên nền móng, đã làm cho sân khấu cải lương ngày càng trở nên đẹp và lung linh như thế nào. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cũng như Thọ Mỹ, cảm xúc nó nhớ lại năm 1990, 91, 92. Là thời điểm đó là Thanh Hằng và Thọ Mỹ đã được anh Năm Vũ Linh rèn luyện rất nhiều. Trước khi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ đào chánh ở tất cả các đoàn ở với các tỉnh miền Tây. Nhưng mà về thành phố rồi, phải nói thật sự, ngày hôm nay có cái tên Thanh Hằng được khán giả biết nhiều hơn cũng nhờ vai Chúc Anh Đài mà năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã rèn luyện cho Thanh Hằng. Cho nên là cái cảm xúc nó đông đầy. Nhớ anh Năm lúc đó là anh kéo mặt lại mà anh kêu chữ anh Đài ơi, cái chữ ơi của anh nó bể cái sao chót cái từng anh Đài ơi, giống y chang luôn, không khác chút nào hết. Cái chữ ơi đó đó tôi nhớ hoài đến ngày hôm nay. Cảm ơn Trọng Nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời anh Kim Tử Long. Chỉ khen con một cái điều là ở lứa tuổi 18 của con mà con đã thể hiện được cái vai Đài như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chưa chắc gì những người nghệ sĩ mà đã khổ luyện mà hát được như vậy. Còn phải nhớ một điều là chúng ta hát không phải là chúng ta khoe hơi, mà chúng ta hát bằng trái tim, bằng cái hồn của nhân vật, bằng cái hồn của bài ca. Với 18 tuổi mà làm được như thế này thì chúng ta có quyền hy vọng ở lứa tuổi 20, lứa tuổi 25, lứa tuổi 30 chúng ta sẽ có một kép chánh Trọng Nhân trên sân khấu cải lương, có phải không ạ? Bởi vì đây chính là những cái nơi để chúng ta tìm ra được những bạn trẻ yêu thích bộ môn này và chúng ta có thể chấp cánh cho họ để chúng ta có thể có được một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và dạ, chúc mừng Trọng Nhân. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy cái lớn ngựa về rồi, sao lại còn đứng trên đồi ngó theo?
sao xuyên. Buồn nào hơn khi nghe tiếng vì chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Quỳnh Trân khi hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga với bài Tân Cổ Mưa Rừng. Em tập bài này lâu không Trân? Dạ bài này thì thật ra cũng là bài tủ của em. Bài tủ luôn á hả? Và bình thường là mình có đi hát, đi diễn ở đâu với cái bài hát này chưa? Dạ em không có đi diễn, nhưng mà lúc mà em ở nhà hát cho cha em đàn thì hát hoài, nhưng mà hôm nay đi thi thấy run. Và bây giờ mình nghe các anh chị trong ban giám khảo nhận xét nè. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Quỳnh Trân ca đó thì chị Mỹ thấy vậy nè, Trân nói là bài tủ của Trân.
Trân Sắp Nghiệp rất là hay luôn á, ca rất là tự tin luôn. Kỳ này á, không biết có phải là bận đồ vô rồi phải diễn cái ca đó của mình á, cái em bị phân tâm hay sao á, cho nên là em ít giống cô Thanh Nga bằng kỳ trước, mà chị Mỹ lại nghe có thêm cái âm của cô Úc Bạch Lan ở trong đó, cho nên là chị Mỹ hơi tiếc cho Trân một chút xíu thôi. Nhưng mà với Trân á, thì Trân diễn cái vai này thì so với Trân như vậy là quá giỏi, quá hay rồi. Mặc bộ đồ này lần đầu tiên phải không? Dạ em thích lắm luôn. Vậy hả, thích hả? Lát nữa là chị Mỹ xin cho em, tặng cho em luôn được không, em chịu không? Dạ cảm ơn chị Mỹ. Nha, chị Mỹ sẽ mua lại cái bộ đồ này để tặng cho Trân để làm kỷ niệm ha. Dạ. Quỳnh Trân ơi. Dạ. Hình như chị Thanh Hằng thấy em cũng có đeo cái gù nữa phải không? Có. Em thích không, chị mua chị gửi tặng em luôn. Dạ cảm ơn chị Hằng. Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Và chị cũng cảm ơn em bỏ công ra hết sức là nghiên cứu để thể hiện cái cách ca giống cô ba Thanh Nga. Bỏ nhịp hoặc là những cái ngân ngân. Kỳ này lại ít có bị rung hơn nha. Nhưng mà có cái rằng cái âm giọng của em nó lại không giống. Đó là em chỉ dùng cái kỹ thuật để ca, những cái kỹ thuật, những cái bỏ nhỏ hoặc những cái giọng gió, hay hoặc là những cái nhịp, hoặc là cái xuống giọng cổ, để ráng cố gắng giống cô ba Thanh Nga thôi. Rồi, rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Thanh. Và xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Tôi lúc nào cũng được nói chót. Hai chị tôi nói hết trơn. Trân ơi, anh rất là cảm động khi mà em hát cái bài hát này đó. Em diễn xuất trên vòng vòng. Em là người mà anh lắng nghe rất là kỹ luôn về cái giọng của em. Em ca nó chân phương. Và cái xuống giọng cổ của em hôm nay đó, đúng là cái xuống của cô ba Thanh Nga đó. Chỉ có một mình cô ba Thanh Nga mới xuống được cái giọng cổ đó thôi. Em phải nghĩa là thần tượng của ba Thanh Nga lắm em mới ca được như vậy. Còn cái vấn đề mà cái trong lòng câu á thì như chị Thờ Mỹ đó, đúng là em cũng có hơi hớm của Mấu Bạch Lan ở trong đó. Tại vì Mấu Bạch Lan cũng là một cái giọng nó chân phương, giật cực kỳ, nó nhẹ bay bổng mà nghe nó rất là đầy. Đó là cái điều mà anh trân trọng em. Cảm ơn Quyền Trân đã đến với nghệ sĩ thần tượng. Lòng ơi, cảm ơn giám khảo. Em tặng bộ đồ, chị Hằng tặng cái gùi, anh tặng đôi giày. Rồi nhưng mà còn cái bông ở trên nữa kìa, cái bông ở trên với sợi dây. Rồi anh chị Mỹ tặng luôn. Ủa, anh em, mua luôn. Anh mua tặng nguyên bộ luôn. Rồi. Dạ chị Mỹ ơi, cái bông này theo em biết nó đi chung với cái set đồ này là của chị luôn đó chị. Dạ. Dạ cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn Quỳnh Trân nha. Sương bay bay nắng say nhạt nhòa không gian, dòng sông dài mênh mang nơi con thôn thập thoáng sương chiều cho hoa lá tiêu điều. Mái tranh nghèo còn vương khói lăng, đôi cánh chim khuất trong hoàng hôn, mà bóng hình người nơi chốn xa sao mãi theo vẫn vương hồn ta. Trời ơi đôi chiếu Cà Mau vẫn vàng nguyên tươi thắm như mối tình đầu thơ mộng. Sao thân xác của em đã vùi chôn dưới đất lạnh quang tàn. Nước mắt từ đâu ràn rụa chảy đôi hàng. Hình ảnh năm xưa với làng mối tươi thắm, chiếc áo bông hường gió lòng giữa chiều xuân. Tôi quay về trong giấc ngủ cô đơn, lòng thấp thầm những mong được ngày tới. Nhưng mộng ước đã hai lần tan vỡ, em đã ra đi ở giữa đổ xuân. Thôi.
tử đêm ngân nghe, sương buông lạnh trên đầu cây ngọn cò. Tôi thì lần gặp gỡ với chút tình tri ngộ, một mối duyên hờ xin gửi lại có nhân. Lần trước đến em thì lỡ chuyến sang ngang, sau ngày trở lại em đã lìa cõi thế. Đôi thiếu tình chung sinh đắp lên nắng mồ, để kẻ ra đi được ấp ủ linh hồn. Em ơi tôi với em dù chưa biết tuổi quen tên, nhưng hình ảnh đó tôi cứ mãi tôn thờ trong tâm tường. Đêm đêm nhớ bóng thương hình, đôi thiếu chung tình sinh đắp mồ người yêu. Cảm ơn Văn Toàn. Các vị trong ban giám khảo thấy phần thi của Văn Toàn hôm nay như thế nào ạ? Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Trong cái bài ca này của em thi á, thì chị Mỹ không thấy của anh Trọng Phúc ở trong đây miếng nào ở trơn rồi á. Chị Mỹ nói vậy em có buồn không? Dạ không, em từ xưa giờ chưa có ai góp ý em ạ. Bây giờ là chắc có lẽ là em yêu thích cái lương phải không? Rồi yêu thích thần tượng của mình đúng không? Cho nên em mới đến với cái chương trình nghệ sĩ thần tượng. Em thì có chất giọng nó cũng dễ thương, cũng ấm áp, cũng ngọt đó. Cố gắng học thêm chút nữa cho cái của mình, có cái hay riêng của mình. Rồi lúc đó mình có kinh nghiệm thì mình sẽ học thêm, để thần tượng thêm cái người mà mình yêu thích thì mình học thì nó sẽ dễ hơn ha. Bây giờ thì em giống như tờ giấy trắng vậy, rất là khó cho em. Dạ, dạ cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị thay mặt cho anh Trọng Phúc cảm ơn em đã thần tượng anh Trọng Phúc rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Khi xem lại, rồi gia đình xem lại, em cảm thấy như thế nào? Dạ, sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng mà cái quá trình để mà mình trao luyện, mình trao dồi hơn nữa thì nó sẽ còn dài lắm. Nếu như cái niềm đam mê của em vẫn còn mang mãi trong trái tim em thì chị hy vọng rằng là em sẽ cố gắng để học hỏi nhiều hơn nữa. Có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ làm cái công việc giống như mà mình đam mê, mình yêu thích này hay không? Mình sẽ là một nghệ sĩ không? Dạ, cũng thích. Cũng thích. Em cũng biết sao em nằm ngủ em thấy em đi đứng sân khấu em hát. Sau khi mà em đứng trên sân khấu này rồi, em có muốn rằng là mình sẽ tiếp tục để làm nghệ sĩ nữa không? Dạ nếu vậy em phải nhờ chị Hai Thanh Hằng dìu dắt em. Nếu như em không ngại, em có thể ghé anh. Anh không dám hứa, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh chỉ nhịp nhàng em, chỉ cách ca em, để em có thể em tiếp tục đến với chương trình nghệ sĩ thần tượng. Mà thần tượng của em không phải là Trọng Phúc, vì em không thể nào em ca được như Trọng Phúc. Mà có thể em về đi, em nghe băng, nghe đĩa của Út Hiền, giọng em có thể bắt chước được anh Út Hiền. Nhưng mà em bắt chước giọng của anh Trọng Phúc không được. Giọng anh Trọng Phúc là một giọng gió ấp o, và nó có trầm thì nó cũng trầm dễ sợ. Cái giọng đó là cái giọng trời cho rồi, mình không có bắt chước được. Nhưng cái âm của em á là cái âm của Út Hiền, em có thể em theo cái âm đó là em sẽ hát được. Và anh hứa là nếu như em shipper tới nhà anh nhiều ha, thì anh sẽ dành một chút thời giờ để anh chỉ em cách ca, cách nhịp của em, để là em sẽ tham gia chương trình nghệ sĩ thần tượng với một cái diện mạo khác. Còn hôm nay với cái bài Tình Anh Bán Chiếu này á, thì em ca tròn thôi, chứ còn nét giống Trọng Phúc thì chưa có một cái nét nào giống hết trơn. Dạ, em cảm ơn anh lâu. Gương mặt của em cũng giống Út Hiền hồi trẻ nữa. Anh chúc em sau cái chương trình này rồi á, thì em về em sẽ có một cái niềm tin, một cái đam mê trái bỏng nữa, để em có thể là em học tiếp tục nhịp nhàng nè, cách ca nè, để sau này một năm nữa em sẽ thực thụ là một nghệ sĩ cải lương. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Cảm ơn em nha. Chị ở đây. Sao chị tránh mặt em, chị không cho em biết? Chị giận em sao chị? Linh à, cho chị xin lỗi.
Không phải chị không muốn nhìn nhận em, mà vì chút lòng tự trọng. Em của chị đã đắm mình trong hào quang rực rỡ, còn chị thì nhớ ánh dương tàn sẽ bóng cô. Thờ cho chính mình lắm lời chỉ kỳ dẹp pha, rằng thấy người sang bắt hoàng làm hó, chỉ sợ cả hai nhưng lòng chỉ bao giờ dần. Sau những lần diễn xong, em còn cùng bạn bè đi uống rượu. Uống rượu thâu đêm suốt sáng. Em uống thật nhiều, em uống thật nhiều. Thôi anh đi, mày giỏi lắm rồi đó. Hồi đó tới giờ tao nói với mày sao lên, cha mẹ mày đã tạo ra cái mẫu hình hài đó, rồi bớt thầy, bớt anh, bớt chị, mỗi một người cho mày một cái chút nghề ở trong đó, là để cho mày phục vụ cho khán giả kìa, chứ đâu phải là tài sản của riêng mày. Mày muốn hủy diệt bao giờ mày hủy diệt. Tao đã từng ngủ với mày biết bao nhiêu lần rồi Linh. Mày đừng có tưởng là mày đã lớn rồi tao không dám đánh mày hả? Tao đập mày ra Linh ơi. Sao chị không mạnh tay giáng xuống cho ra cả tịch gian, để từ sâu xa trong cùng tận tâm hồn tình chị nồng nàn lên giữa tim em. Bấy lâu nay chỉ em mình xa nhau, những bước em đi thì chỉ theo dõi từng ngày dưới ánh đèn sân khấu. Em đang tỏa hào quang, đó là đời chỉ muốn sống bình yên. Chị từng dạy em, cha mẹ cho ta hình hài, rồi bậc thầy, bậc anh, bậc chị, mỗi người cho ta một chút nghề ở trong đó, mình không được phép từ bỏ. Vậy thì tại sao chị lại từ bỏ hả chị? Chị đã từng bỏ hết tất cả, chị đã quên hết tất cả rồi em mà. Chị nói không đúng. Nếu như chị từ bỏ, chị quên hết tất cả,
Vậy chị giữ đây làm gì chị? Chị nhìn đi, chị nhìn đi, đây là gì hả chị? Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng. Cởi cơn gió mạnh, đám luồng sóng dữ, chém ca kinh ở biển khơi. Cởi ánh lưu lệ, chứ không biết giang xin cúi đầu làm tì thiếp ra ngừng. Chủ tướng, giáo sư ba người trải qua tối làng, nhà thiên quý đàn bao kẻ thân thương đến ngày đời trong ngày vinh quang chiến công mang về mang sư mang gì dân ta dân thân ngàn hiệp quý không sờn nơi đây bao kẻ thân thương đêm ngày đời mong ngày vinh quang chiến công mang về. Đi đi quýnh, ta hẹn ngày táo ngộ. Khi nước mang đầy, sạch bóng xanh lăng. Còn đi nữa. Đây, đây là bảo vua mà chỉ còn mãi giữ. Có phải chủ dương si tình bởi đất kỷ giang măng. Bệ hạ, bệ hạ, dạ dạ dạ, bệ hạ, bệ hạ. Điều gì? Bình thương thượng trước ngọ một gieo tở mở thành trì ghi phủ cấp Tây Đông. Thượng tự nhà đã lệnh lớn nguyên dung, đôi bệ hạ phải khai thành giao chiến. Trời ơi, đám đôi trung đập bằng trụ đầu châu kêu bên về dân tôi. Trong khi hoàng hậu nô nương lại bỏ ta mà xa đào lần đầu tiên chặt để cho suối lệ tuôn trào. Châu Thắng ơi, ai đem cho ta một bầu nữ tử cho chặt anh lòng trầm vắng lạnh cô đơn. Ba lạc đài đã chân tâm tổ dân tiếng nhạc lời ca dân mỹ giao chiến. Đây ba lạc đài vàng son rực rỡ mà ta đã đến tô trời sương máu dân lạnh. Hôm nay chỉ còn lại ngõ xuyên ta ôi trời bội. Thì thần đâu, lũ hồ ly đâu, chúng ta bỏ ta để trở về nơi hang cùng núi thẳm.
có ta giới thiết số nhạc người hơn đây chán dù cuối cùng ta nhắc đàn sao ta nghe sầu dâng lên tâm nào trong khi ta chơi chơi mã lạc đài ngàn đời sau không còn ai nhắc nhở đến trụ duyên một gì còn hay lắm. Chị hãy trở lại với nghề, chị hãy trở lại với sân khấu đi chị. Khán giả cần chị, lớp trẻ chúng em cần chị. Hãy tiếp lửa cho chúng em, cho những tâm hồn đắm say sân khấu đi chị. Đã mang lấy cây thân tập.
Ôi, một giấc mơ sắp bất thành mà người mơ ước, mà người mơ ước sắp cận kề bên cay chết. Đừng nhìn anh như con người xa lạ, anh vẫn là anh, vẫn là mình của Lan Phở. Vẫn cuồng say nồng nhiệt như buổi ban đầu hai đứa mới. Anh cũng biết thương em, nhớ mẹ, xót lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa anh cũng làm thi sĩ, ca ngợi tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi là để đem vinh quang về cho cha mẹ, đem hạnh phúc cho lứa đôi tháng ngày mong đợi. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà xa cách muôn trùng. Lan ơi xin em đừng hiểu anh là kẻ bạc nghĩa vô tình. Em biết không, hình bóng của em mãi chập chờn trong giấc ngủ, nỗi xót đau hoàn nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em phải dấn thân vào con đường vô nghĩa, để rồi ngày nào hỏng súng của anh sẽ bắn vào em. Làng ơi nếu như em ngã xuống thì lòng anh sẽ thành băng giá vì xót đau và bao nỗi kinh. Không hiểu tại sao em già quanh không làm ngay con chim nhỏ ca suốt đêm ngày một bài ca hạnh phúc bình yên trong một thế giới riêng tư giữa khung trời thơ mộng. Anh sẽ lo cho em, anh lo cho em có đủ vàng son nhung lụa. Anh sẽ dựng cho em một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, nghĩa là ngay trên mặt đất. Anh sẽ tạo cho em một cuộc sống thiên đàng. Tội gì em phải dấn thân vào dòng nguy hiểm, xuống đường tranh đấu để mang lấy quả vào thân. Em nghĩ coi, việc làm đó chỉ rước lấy đau thương trước sắc thép đạn bom của một siêu cường quốc có một sức mạnh kinh hồn.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần thi của thí sinh Thái Điền và Hoàng Phước. Cho đề nghị hỏi rằng là khi chúng ta tập cái tiết mục này á, là chúng ta cũng lựa chọn hai cái vai nó nằm ở hai cái đoạn khác nhau, nhưng mà để có thể thể hiện được cái giọng ca của mình, đúng không ạ? Nhưng mà trước đó thì chắc hẳn là các anh các bạn cũng đã từng xem qua vở cải lương này rồi, đúng không? Hồi nhỏ thì Thái Điền cũng coi Ba Văn Châu hát rất là nhiều tuồng. Tìm lại cuộc đời Thái Điền ghiền lắm. Ba Văn Châu đóng vai Trần Hùng rất là hay. Dạ. Còn với Hoàng Phước thì sao? Dạ, hãy mà cái tuồng cải lương, cái vở cải lương nào mà có chú Thanh Tuấn đóng là lúc nào Phước cũng nghe, chẳng hạn như Đường Gươm Nguyên Bá, Tìm Lại Cuộc Đời, Tây Thi, với lại Trọng Thủy Mỹ Châu, vân vân. Và khi mình hôm nay mình đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng và mình hát lại cái trích đoạn này, tức là cái vai diễn của các nghệ sĩ đó hồi xưa diễn trong cái vở này á, cái cách mình ca, cái cách mình nhấn nhá, ngay cả cái cách mình gằn cái hơi của mình là mình cũng cố tình để mình hát cho giống với lại nghệ sĩ Văn Châu, đúng không anh? Dạ. Nhất là Ba Văn Châu ca mấy dấu sắc á, mấy dấu sắc hay. Với mấy cái é không hay. Còn với Hoàng Phước thì mình nhận thấy rằng là với cái giọng ca của nghệ sĩ Thanh Tuấn, nó có những cái điểm gì đặc biệt để mình có thể mình hát cho giống ạ? Với giọng ca của chú Thanh Tuấn thì cũng nhấn những cái dấu giống như dấu sắc, dấu nặng. Và nó có những cái giọng đảo, đại khái em không biết nói làm sao, vì em không có em ca, nhưng mà đó giờ em có học, em không có học thầy, không có học nghệ sĩ nên không biết. Nhưng mà nó có một cái ví dụ trong gió lộng mưa chiều, vân vân vậy. Là tự nhiên là khi mà mình nghe được chú Thanh Tuấn hát là tự nhiên mình có cái một cái gì đó mà mình thấy nó gần gũi và mình thể thực hiện được á. Đó là những cái nét đặc biệt của các nghệ sĩ mà chúng ta đang hóa thân. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Trước tiên tôi rất là ngưỡng mộ bạn Phước. Bạn ấy có một cái cảm âm và một cái tai rất là hay, nhịp nhàng rất tốt, mà ca thì lại là giống chú Thanh Tuấn, phải nói là có những cái, nhất là những dân sắc đó, lên rất tốt luôn. Hy vọng rằng càng vào trong thì Phước sẽ chọn những cái bài hát riêng cho mình, làm sao mà có những cái dấu như hồi nãy em nói đó, dấu sắc này, dấu quyền, dấu nặng, ba cái dấu đó của Thanh Tuấn là không ai có thể nào mà gọi là độc nhất vô nhị đó của chú Thanh Tuấn. Còn đối với Thái Điền thì Thái Điền ơi, cái bài trước thì nghe còn giống Văn Châu lắm, nhưng mà qua cái bài này á thì Long lại thấy nó có cái âm gì của Hề Sa hay là của Hồng Tơ vậy đó. Hồng Tơ với chú Hề Sa. Chứ cái âm của Văn Châu là nó cũng có đó, nó cũng có mấy cái nhẹ nhảo nhảo đó, hoặc là dấu sắc đó cũng có đó. Mình phải tìm ra những cái âm và những cái dấu của anh Văn Châu để mình có thể là mình diễn đạt cái bài hát nó giống hơn nha. Dạ, cảm ơn anh Kim Tử Long. Xin mời ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ. Điều thứ nhất là Thoại Mỹ khen Phước là quá chắc dịp và sắp chữ rất là tuyệt vời, mà rất là tự tin đứng hát mà giống như là không có hát vậy đó, rất là thoải mái, không có bị gò bó. Và những cái mà thần tượng của chú Thanh Tuấn được Phước thể hiện rất là nhiều ở trong cái bài hát này, chắc là chú Năm Thanh Tuấn nghe chắc là vui lòng lắm á. Có dạ, một người thần tượng mình mà ca giống mình quá. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thôi Mỹ. Dạ. Còn Điền thì đa tài quá, giống nhiều người quá. Điền phải lưu ý một chút là anh Văn Châu mấy cái ngân của ảnh á, mà nếu em bắt chước thì em phải để ý một chút, tại vì mấy cái ư của ảnh nó ngộ lắm. Ảnh hát hài thì nó ra cái hài, mà khi ảnh hát kép, cái ngân của ảnh nó ra một chàng kép đàng hoàng, cho nên là em phải lưu ý. Nhưng mà là đa tài đó chứ, cũng dạ, hay đó chứ. Lời quá. Thái Điền thì em có cái chất giọng bẩm sinh riêng của em, nhưng mà trong cái câu giọng cổ mà em chọn để ca giống anh Văn Châu đó, thì tại vì cái câu đó người ta nằm lòng. Hương ơi anh nào muốn giết em đâu, là tại vì em đi theo bài Lá Sói Đậu, máu em đổ là đó, y chang như vậy. Thì em ca cái e y như vậy, người ta mới nghe vào là ta nghĩ là em có giống anh Văn Châu. Tại những câu giọng cổ này để đời bất hủ, để đời ai cũng nghe. Khi cái ngân qua đó, mình phải cố gắng để cho nó có một cái góc độ mùi, là tại vì câu giọng cổ này nó là cái câu mùi đó, cho nên là em phải để ý cái đó thôi. Chứ thật sự rằng là em rất là lời, nếu em ca hài cũng rất là tốt nha, mà em ca mùi cũng rất là tốt luôn. Cảm ơn hai thí sinh của chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho Thái Điền và Hoàng Phước.